tràn đầy năng lượng ạ. Đúng ok rồi. Ưu tiên cho con gái chọn trước. Dạ. Em thích về đội anh nào ở đây? Dạ em về đội anh Trường Giang ạ. Có lý do gì không? À em không biết, em cứ chọn thôi ạ. À cứ thích là chọn thôi đúng không? Còn cây em về với Trấn Thành nha. Không mà nhìn cái style này cưng à. Đổi phong cách hả? Mấy lần trước khi em đến tham gia chương trình á, hoặc là anh thấy những cái clip trên mạng của em á, em ăn mặc phóng khoáng lắm. Sao tự nhiên bữa nay nực nội bề bộn quá? Nói chung là sau mùa dịch ai cũng sẽ giống anh Xìn thôi. Là sao? Cái gì vậy? Là tức là ai cũng giống anh Xìn. Ý em nói là cái phần mỡ nó nhiều hơn phần nạc đó hả? Bậy tập tành á. Dạ đúng rồi. Đó, đó. Hiểu anh. Tại vì em nói thật là anh, em có con anh Xìn tập tành rất là nhiều. Được có một buổi thôi em ơi. Đấy, đấy. Cởi luôn anh, cởi luôn. Cởi luôn. Ủa sao Thành ơi cho anh hỏi thật, không lẽ qua mùa dịch nó có đổi màu sao em? Nó có đổi màu phải không? Lúc trước anh thấy nó hường lắm. Tự nhiên cái dạch ra cho người ta coi anh kia vậy trời. Sao anh thấy cơ thể em, anh biết màu hường. Thì lúc trước ở trong phòng hóa trang em thấy áo này kia vẫn nhìn thấy hoài gì. Lúc đó nó hường lắm em ơi, nó như nụ tầm xuân vậy đó em ơi. Còn bây giờ nó là cái bông thược dược đó em. Anh làm nhục em. Nhưng mà cây trần là 6 múi nha. Nè đừng nói cây bên này cũng 6 múi nè. Đó. Giờ dồn nhiều múi. Nhưng mà thôi anh xin các em đừng cởi ra. Dạ đúng rồi. Cởi ra thì khán giả được mãn nhãn, nhưng tụi anh thì nhục nhã lắm em ạ. Phải, tại vì cái bên có phụ nữ đây mình... Thôi mình quay qua với em gái mình cái đi. Lần đầu tiên em nó đến với chương trình ha. Amy là trong thời gian vừa qua là rất được khán giả yêu mến với cái MV mới của em ha. Lần đầu tiên đến với chương trình này em thế nào? À, em cảm thấy rất là hào hức ạ. Em rất là hồi hộp không? Hồi hộp nữa. Em đã từng xem rồi đúng không? Em xem rồi, em xem rồi. Nhưng mà em chia sẻ thật là em rất là ít khi tham gia game show. Thế nên là khi mà đứng đây em khá là hồi hộp mọi người ạ. Thường là đến chương trình này là khách mời hay bị chủ nhà chặt chém lắm em. Ôi em sợ quá mọi người đừng dọa em nữa. Vậy thì bây giờ nói với chủ nhà tiếng nào đi để người ta yêu thương nâng niu mình nè. Mọi người có thể yêu thương nâng niu em được không ạ? Như một cô công chúa. Quan trọng là nói gì nói chứ hình như thế em hơi buồn ngủ hay sao? Có mắt bé nó hơi hiếp vậy thôi, dễ thương mà. Trời ơi em tràn đầy năng lượng ạ. Đúng ok rồi. Ưu tiên cho con gái chọn trước. Em thích về đội anh nào ở đây? Dạ em về đội anh Trường Giang ạ. Có lý do gì không? À em không biết, em cứ chọn thôi ạ. À cứ thích là chọn thôi đúng không? Còn cây em về với Trấn Thành nha. Dạ. Có được lựa chọn nữa sao mà anh hỏi gì vậy? Sự lựa chọn. Thật ra là em muốn tâm sự là anh Thành là đã 2 mùa rồi. Ừ. Nhưng mà không sao đâu em. Nghĩ sao em vui là được. Mời em. Ê, thấy đội em là sao? Hai mùa. Mày nói giống như anh là làm gì xấu cuộc đời mày này. À, không có, tại em thắng anh em mình thắng 2 lần rồi. Nên là dạ đúng rồi, nên là em muốn nhường cho Ami. Nhưng mà cái cách em nói làm cho người ta nghĩ là giống như anh là gây hại đời em 2 lần. Thôi cuộc sống rồi, không sao đâu. Mình phải đứng trong cuộc sống mà. Lại nữa. Thêm một lần cuộc nữa. Sống mà thôi. Làm sao anh cam chịu đi đó vậy? Hôm nay là em là ngồi chung với đây là team là giấc mơ anh là team đẹp đó. Chứ em xấu xấu anh đuổi em về rồi. Tôi ngồi rất là trang trọng đúng không? À Kay nói sao Kay? Thật sự là em không muốn nói gì đâu. Em chỉ nói là bỏ cái lư hương vô nữa là... anh em không có tiêm nhiễm vô đầu thằng bé một cái gì cả. Đó là cảm nhận thật của nó. Tự nhiên vợ ghét thiết kế sân khấu ghê luôn á. Thiệt á. Không biết sao nó dọn cho tôi một cái bàn mà bất cứ một khách mời nào vô cũng dòm tưởng cái bàn thiên không hả? Nhưng mà anh đừng có nghĩ như vậy. Thật sự không phải vậy đâu. Thật sự có để cái lư hương trong đó mà thiếu tấm hình của anh thì cũng không được. Bỏ qua cái chuyện này đi. Cái chuyện này thì đó là như vậy rồi nha. Không ký ức của chúng ta vào những mùa trung thu đã tràn về đây với chương trình hôm nay. Nhưng mà bữa nay nói gì nói phải nói lẹ. Số 3, số 4 nó có những mối quan hệ mật thiết của nhau lắm. Số 3 mà nó là có một chuyện gì bất trắc, số 4 sống không nổi đâu. Theo Thành thì chuyện gì có thể bất trắc xảy ra? Bất cứ lúc nào số 3 mà nó có một cái... Nếu như hôm qua có một loại thực phẩm. Con bé số 4 chắc chà đã. Bé số 4 á, lúc mà ra chắc tóc quăng hơn em luôn. Con à,
cái nói vậy là em là thường xuyên giống bé số 4 hướng á. Hướng á hả? Trời nói chi vậy? Quá là nói, nói chi vậy? Mà bây giờ mới biết. Mà nói chậm một hồi mở ra ông địa xỉu. Cho các bạn nha, thấy rõ mặt, thấy rõ miệng luôn, chứ không phải bị che giấu gì trơn như những cái clip trước. Nhưng mà hiểu hiểu cái câu chuyện chưa? Em chưa. Em chưa. Không, thật sự ra thì tôi cũng muốn hỏi câu chuyện nó là làm sao. Ý là tự nhiên cái bà này bà hơi nóng tính, đẩy đẩy ông này hoài. Thì trong lúc đó thì trước đó cậu đi có cái vén tóc cái, thì bà kia vô tình mới chụp thấy mình đó. Cái nhỏ cái thấy tụi mình, trời ơi sao dễ thương mà em, mình giận ảnh. Hết giận rồi, về không mua nữa. À đó, câu chuyện nhẹ nhàng đơn giản vậy thôi. Về không mua nữa, oh my God. Chính ra chuyện nhân danh chứ. Là hóa giải sự hận thù bằng một tấm ảnh tình yêu. Hay. Quá ý nghĩa, ý nghĩa mạnh, ý nghĩa mạnh. Xong luôn. Sao em thấy bạn này hát qua cái hình đó giống như là bạn hát vô hồn quá, bạn không có nhiệt huyết trong cái việc hát. Em nghĩ chắc hát không được quá. Hay là bạn diễn vậy ta? Đâu không vậy. Đó là một sự diễn xuất. Đấy là diễn xuất, còn giọng hát nó khác mà anh. Nhưng mà giọng hát có nghe đâu. Chỉ có biết là cơ. Sao sao? Có một tiếng là cơ. Cơ. Cái anh nghe thấy đúng không? Đi. Đó. Là tiếng cơ. Cơ. Là tiếng Hoa hát cơ cơ. Dạ cơ cơ. Em thấy sao? Em thì thấy bạn này hát hay. Chắc chắn 100% em hay. Nghĩ là tại bạn sao sẽ em có nghĩ một vậy? Một giọng thánh thót đấy mọi người ơi. Kiểu đúng không? I'm a big big girl đó. And a big big girl. Đó. Đúng chưa? À hả. E này bảo đảm hay nhanh nha. Bảo đảm hay. Bảo đảm hay. Nhưng mà Song Luân lại nhìn theo một cái góc nhìn tại khác. Em thấy bạn hát giống như my beer, beer. Đó là lý do vì sao giờ em chưa có bồ. Em chưa nhìn thấu được phụ nữ. Yeah. Nhưng tại sao các bạn không nghĩ rằng tại sao các bạn không nghĩ rằng đây là một cái sự lừa gạt mà chương trình cài vô? Con bé nó hát hay. Hay tới mức độ nó xạo mà em nhận biết nó hay. Tức là em xạo á? Không. Anh, em nói thiệt á. Em bảo đảm là cô này là cuối cùng là em mi định chọn cái gì? Không. Em sẽ phá kế hoạch này, biết đâu em sẽ kêu cây trần chọn luôn bạn này. Chơi một cú lớn nè, từ nào tới giờ nếu như các bạn chọn thì cũng ít nhất đi qua 5-7 bạn đúng không? Thì bây giờ nếu như các bạn có cái niềm tin lớn vào các bạn này, dám chơi một cú luôn, dám chơi chọn liền luôn nè. Đây sẽ là lần đầu tiên và em sẽ là người đầu tiên trong show năm nay dám mới người đầu tiên mà chọn luôn, bọc luôn. Đó là một sự lựa chọn ngu ngốc. Chưa chắc. Chưa chắc nha. Ok. Cô bé rất đẹp. Chơi cú lớn luôn nè. Mà nếu như em thắng nha, cộng đồng mạng sẽ kính nể em. Em chốt. Wow. Ghê đó. Oh my chơi God. Lớn vậy cái. Anh Farod ơi. Chơi là phải chơi lớn. Anh thật. Thiệt hả? Thiệt. Oh my God. Nói thiệt với các bạn. Các bạn chờ tôi thêm 3 giây nữa đi. Là Ami chọn ông địa rồi. Ami có muốn chốt đơn không? Em thật sự muốn chốt đơn đấy ạ. Thấy chưa? Thất vọng về anh cây. Đây là một game chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử dòng ngoại dòng ai, đúng không? Đó. Em có quyền thương lượng với cây. Thật sự. Anh muốn hỏi là cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả? Tới đi nhớ. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Khoan bây giờ nè, mà Ami hôm nay áo khác là gì? Thế mà đứng em vừa hát bài Xanh Chưa Về Nhà. À, bài đó nhẹ nhẹ đúng không? Đúng rồi, style. Nhẹ nhàng. Thế nên là em luôn có những nhận định rất là đúng không? Bạn này là chắc chắn là style em đó. Đúng rồi, chính xác. Nếu như hai đội cùng chọn một bạn thì bây giờ anh sẽ cho cô bé này chọn ngược lại một trong hai. Cho nên bây giờ Amy, em muốn chọn cô này không? Em có. Anh Vang thấy sao? Em cứ chọn, cô ấy anh sẽ là người chọn ngược sao? Lại. Em phải tôn trọng đồng đội của mình chứ. Kịch tính đi, hãy để con bé đó nó chọn số phận cho nó. Chọn số phận nha.